Em xin chào tất cả các bác, Yolan nhé. Hôm nay thì em sẽ quay cho các bác xem về cây Vanda, Vanda hương chanh nhé các bác. Vanda hương chanh hay cây Vanda rẻ quạt ấy. Hoa nó đang nở các bác, đang nở tùm lum, tà la hết rồi đấy các bác. Màu hoa của loài này thì màu nó sáng hơn là cây Vanda nâu, vì kết cấu hoa thì giống nhau, em thấy nó giống nhau như đúc luôn đấy các bác. Nhưng mà về cái màu hoa của nó sẽ sáng hơn, cây Vanda nâu thì màu nó sẫm hơn, thấm màu hơn. Cây thì nó cũng gần gần như tương tự như nhau. Cây Vanda rẻ quạt thì nó xếp kín và xếp ký, xếp đẹp hơn các bác. Đây. Nó xếp đẹp hơn, xếp kín, xếp khít hơn đấy, xếp khít tụt hơn. Đây còn cây Vanda nâu đây. Vanda nâu thì nó nở vào qua Tết là nở. Thì đến bây giờ đang có quả đây các bác. Quả năm nay nhé các bác, chứ không phải quả năm ngoái đâu. Đây là quả năm nay nhé. Đây, nó xếp khác hơn đây này. Cái khoảng cách lá, khoảng cách đốt lá ấy, thì nó thưa hơn. Còn cây cây này nó xếp khít hơn. Đấy, hoa nó sáng hơn, hoa thơm mùi chanh nha các bác, hoa đã hương chanh đúng đúng thơm đúng mùi chanh luôn các bạn. Thơm nồng nồng và thơm dịu dịu cơ. Nó thanh thanh mát mát kiểu gì ấy. Là thơm mùi chanh luôn. Rất là thơm nhé. Tuy nhiên là loài hoa này thì hương của nó sẽ không thoang thoảng đi xa như là những lòng lan khác đâu các bạn. Là mình phải ngửi gần gần thì mới thấy mùi hương của nó thôi. Còn xa ấy, thì hầu như là không không thấy mùi, nó chỉ thoang thoảng theo gió thôi, chứ không thấy mùi, không nhận ra rõ ràng được cái mùi của nó. Như ra báo ấy thì không nói, ra báo thì xa xa thì vẫn thấy mùi rồi. Đấy. Nhìn cây bông, quan điểm cá nhân của em thì dòng này thì khuôn bông của nó rất là đẹp, những dòng Vanda khuôn bông của nó rất là đẹp, nó đều nhau mà nó căng đều như nhau luôn các bạn. Nó cứ căng nét đẹp như nhau luôn. Được khuôn nhé, em chỉ nói về cái khuôn chứ không nói về màu nhé các bác. Màu thì tùy từng loại, có loại thì rực rỡ, có loại thì màu hơi hơi thấm màu, mà cũng theo sở thích của từng người thôi các bác. Em thì cá nhân em thì em thấy cái khuôn bông của nó quá là cân đối luôn. Khuôn đều đặn, cân đối. Vé thì nó thành một vòng tròn luôn đấy các bạn. Vé khuôn là nó phải thành vòng tròn luôn đấy. Được khuôn đẹp, cây đẹp. Đây các bác, xếp kín đây, xếp như rẻ quạt luôn đây. Đây nha các bác, xếp đây. Đây, xếp nó kín lắm. Mà mỗi cây ấy, thì mỗi năm mình chăm bình thường thì nó cũng phải được khoảng 4 5 lá, còn người phân thuốc các thứ thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chắc nó được nhiều lá lắm đấy các bạn. Một năm thì nó được khoảng 5 6 lá là bình thường. Đây. Đâm ra là một năm 5 6 lá thì hoa nó sẽ mọc ra từ những nách lá, thì một năm một cây đấy nó cũng phải ít nhất thì nó cũng phải ra 2 cho đến 4 vòi, thường thường là được 3 4 vòi. Cây 2 vòi là cây nó yếu hoặc là cây nhỏ. Như cây này thì đây, 1, 2, 3, 4 vòi đây các bác. Bây giờ nó mọc quấn vào nhau hết, đâm ra là nhìn cây của nó thì tổng thể cây với hoa thì không được cân đối lắm thôi. Chứ còn để riêng ra thì 4 vòi nó dơ đều lên một hướng ấy, thì đẹp lắm các bạn. Đây ạ. Đây. Vanda hương chanh. Hương mùi hương chanh rất thơm, màu của nó na ná như nhau thôi. Còn trước đây thì cũng có một người đăng lên bảo là có cây đột biến màu trắng, chẳng biết là cây thật hay là cây chỉ là Photoshop, em cũng không để ý lắm. Mà với khuôn bông này mà màu trắng sáng thì em nghĩ là chắc là nó quá là đẹp rồi. Đây là cây Vanda nâu. Mới đầu thì em không phân biệt rõ được hai cây này đâu các bạn.
em thấy nó khó phân biệt lắm, nhìn nó hao hao nhau. Nhưng mà về sau em để ý thì thấy cái xếp của nó thôi. Nhưng mà phân biệt như vậy thì cũng không chắc chắn được 100% đâu nhé các bác. Vì những cây rẻ quạt này mà nó mọc ở chỗ râm mà nó lá nó dài ngoằng ấy thì nó cũng thưa lắm, lá của nó cũng thưa mà nhỏ lắm. Nó cũng gần gần như cây này à. Cách phân biệt thì cũng chỉ sơ sơ như vậy thôi, chứ còn em thì cũng chưa có cách phân biệt nào khác. Các bác nào mà có cách phân biệt nào mà nó khác mà nó chính xác hơn ấy thì bình luận xuống dưới bài giúp em để em biết thêm một cách mới mà các bác chia sẻ. Còn đây xung quanh đây là vẫn là huyết nhung vàng, trước em đã quay cho các bác xem rồi đấy ạ, vẫn là huyết nhung vàng thôi ạ. Huyết nhung vàng, cây này thì tí được trơn các bạn, nhưng mà vẫn không trơn được. Đây là huyết nhung vàng nhé các bác. Đây là cây sổ ra màu đỏ nha các bác. Sổ ra màu đỏ đấy ạ, màu đỏ tươi. Đây nhá, gốc đây nhá, gốc huyết nhung vàng nhá. Không các bác lại bảo là đây là cây phượng ví, không phải là cây huyết nhung vàng, sổ ra màu đỏ. Gốc đây, lá đây. Đây ạ. Nó sổ ra màu đỏ đấy ạ, màu đỏ tươi. Còn màu hồng nữa nhé, em quay cho các bác xem màu hồng. Đây là cây màu hồng nha các bác, màu hồng nhạt nhạt đấy ạ, sổ ra khá nhiều màu vàng mà sổ ra nhiều màu nha các bác. Cây này thì đây, cây vàng vàng thì nó như thế này, hồng thì nó như thế này. Đây em quay cho các bác xem gốc đây. Đây, cùng một gốc một bụi lên, không phải là một bụi mà em ghép thành một giỏ ấy. Về sau nó sổ ra màu này thì em để chơi thôi, thì em không tách ra. Còn đây thì là màu cam. Khó lên nét quá. Màu cam nha các bác. Cam, màu hồng. Đây, em để cho hai màu cạnh nhau đây các bác xem. Còn lại thì là màu vàng nhé các bác. Một dải màu vàng nhé. Đấy, em có mấy giỏ để chơi thôi, thì em chưa có hàng để bán giao lưu với các bác. Các bác thông cảm nhé. Sắp tới thì nếu mà hàng về ấy, thì em sẽ đăng lên chia sẻ cho các bác sau. Vì sắp tới thì vườn em thì cũng có nhu cầu nhập về để trồng thêm mà. Vì cũng nhiều bác hỏi quá mà không có hàng để giao lưu thì cũng ngại. Vì em đã bỏ công làm video lên rồi, các bác cũng đã mất công xem rồi mà lại không 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 chia sẻ được cái gì thì em cũng thấy ngại. À, thôi video của em thì làm sơ sơ như vậy thôi. Các bác có ý kiến gì thì bình luận cho em xin ý kiến của các bác. Và các bác cho em xin một đăng ký với một like để video của em có độ tương tác với. Chứ em thì cũng không thường xuyên lên video được nên chắc là độ tương tác của kênh của em thì nó hơi kém. Em cảm ơn các bác nhé. Chúc các bác một ngày đầu tuần vui vẻ ạ.